thường xuyên bị mua bệnh. Hôm nay mình bị no nha, vẫn là những trận no không phân nha. Qua gặp thế luôn rồi, gặp thứ hai con đến hai sao nó gặp thế rồi.
tự lên à? Tự lên à? Có à? Xin lỗi tân qua thằng kia có kim long kìa, thằng quá kinh nên tao lớn rồi ạ. Chúng tôi nói không với Úc Lệp à? Anh có biết chơi kim long không? Ui trời ơi, chưa.
anh này không được giết. Giết giết luôn con Bolivia anh em ơi, giết luôn. Ui, đoàn này không biết đổi target nhờ. Phải ứng dụng gì nhỉ? Phải ứng dụng cái chế độ đổi target cho mấy con này thôi. Nó target vào những con nhiều máu, cái này phải mình phải cài đặt được thì dễ hơn. Độc thoại. Điều gì à? Lắp rồng thì đếp máu hải ơi. Để lắp con này thì đếp máu hải ơi. Ui, lắp mà không, còn không đếp máu được đây này. Đồ long không có phá thủ. Ui, con huyện long này nó quạt ghê thế. Huyện long gì đấy? Chứ vậy phát tật à? Ui, con rồng huyện long quạt ghê quá. Đơn này à. Ui, đã đạt rất nhiều vàng nữa.
Ôi, có BS luôn. Top 1 và 4 cái sợ chết đấy nhờ. Tầng top 7 nó không sợ chết được rồi. Bốn top 1 sợ chết đấy nhờ. Bao nhiêu máu? Có 8 máu à. Mua đô đi nốc. Trường ơi, nãy trường run cấp trường đấm thế mà trường ơi. Lúc đấy anh run lên 5 anh đấm thôi mấy trường. Không đau đâu. Anh gặp em chưa đâu. À, đau đi ơi. Đi ba cái máu nữa nào.
Ôi, toang rồi. Vút rồng cái gì? Vút rồng là gì đây? À, mày đá anh gần đi luôn ạ. Mình thua rồi này à? Anh nhá. Vào rồi. Ê, thầy xin bé anh em ơi. Wow, quá lô. Ôi, Hải 6 đồ long rồi. Ai là gì Hải mà Hải 6 đồ long đấy? Tân tun đau quá Tân ơi. Còn vào nữa chẳng máu kìa. Tân top 2 mà Tân nghĩ thêm than gì Tân ơi. Một mỗi lần gặp Tân là xin nghĩ tiết thôi. Thank you.
kêu tên lấy xẻ đó. Thật ra xem đội hình cần cần cái gì. Giờ đội hình cần gì? Rồi chiến chiến đàn đi đoạn thôi, sao còn ấn kim long đồ không lắp vào, còn ấn đồ quá trời đồ mà. Cái gì là chỉ có thế thôi. Ủa lô tân xin lỗi mà xin lỗi. Chết rồi Hải ơi. Thì lốc đâu à, vừa có đón rồng à, Hải đưa thì đi xa Hải ơi. À, con vào đất yếu quá. À tân ơi tân chuyện đi tân ơi.
bây giờ đang nhỏ mà chẳng qua rút lông làm to kìa. Ủa hả, nó xua rồi. Bố cái chiến binh à? Trường đâu? À, trường Nguyễn Long đây hả? Đấy là dòng châu đấy mà tu không được à? À nó kỳ sĩ mà, năm kỳ sĩ mà, sáu Nguyễn Long mà, cầu ca châu mà. Bỏ hai mũi trên đam to hả? Bỏ cái hồn bên á. Come on, everybody.
phút nữa cơ. Ôi, trường ấn Nguyễn Long ngon mãi nhá nha. Hai ván cái ấn này đúng không? À ván trước anh chả ấn đấy. Hai ván này ta. Ván trước tôi đánh Thừa Long mà. Trường hai ván ấn này rồi. Bởi Nguyễn Long là nó chặt xa nhưng mà nó lướt lướt lại à, dùng ba hả? Rồi. Tay đồ. Bỏ máy Nhật Bản vào. Mua xong bỏ máy Nhật Bản vào. Tám hoặc lâu. Ui, ra thua 2 kìa. Thả ra thua 2 kìa. Ôi, sao nó vã chết được con kia 2 vậy? Ủa, sao con kia nó down đâu mà đấm chết được con kia vậy? Ui, sức mạnh công kích 1000 đến kìa. Giảm 50% sát thương mà sức mạnh công kích được 1000 đến kìa. Cái này cho con Soraka. Ở xong bỏ Soraka vào Sona vào cái góc của con chim luôn kìa cho nó carry bảo vệ. Gần ai kìa ngon kìa rồi. À. Đã trùng rồi. Gặp thương chưa? Dòng ba trường ơi. Nó một nghìn đam á, đập vắt nghìn đam. Oh,
Ôi đồ lâu mà không, chuyển được dòng hả? Đấy tiền rồi. Rồi xong. Đánh Aza một trận nữa không ta? Đánh Aza một trận ở Đinh Sáng này. Ý là đánh một trận nữa cho kết thúc live Đinh Sáng này. Đánh Aram đấy. Ờ, đánh cờ đánh trận nữa là 6 giờ luôn đấy. Ủa sao lag rồi từ từ. Ủa. Thôi không cầm kèo lắm mệt lắm mệt lắm. Kèo cọt làm chi. Là hai
đi con đấy có chịu thế nhờ. Không, em chơi nữa. Đạt vào rồi và Đạt vẫn nghèo à? Ngày này em ngoài bên đang cách ly mà. Hả? Bên đang cách ly mà. Ờ. Ừ, cách ly mà ở nhà làm thế này thì tiền để thôi. Cách ly Đạt ở Huế mà. À. Nó cách ly mà làm như thế này thì tiền để thôi. Thì chỉ có việc lên ngủ ngồi chơi thôi. Ngủ ngồi đây ngồi kiếm tiền thôi. Và cái đấy. Bạn có là đúng tiền. Bảo chưa? Ngày mai kêu thì cho hết rồi. Đúng anh chưa? Mỗi ngày 100 đô rẻ thế. Giờ thì hết tiền không có đi đâu. Giờ thì 1.200 là ăn một tuần, ăn nửa tháng. Nó này. Đâu có ta? Mà ai miền núi thế? Úp gì thế? Úp cái bốn rồi đời, úp thêm gấp nữa. Đủ đủ xuyên không? Bỏ vào đủ à? Hát thật sự. Fit trong ao.
Chưa vẫn kịp, vừa vẫn đi mà chưa vẫn kịp. Lại xúc nữa hả? Em bị xúc. Chơi Olaf. Chơi cái đó là kiểu gì? Ở chấm. Ui kia không chết một chết nào nữa hả? Mày có lo rồi sao? Bị chết nhờ lên
rồi, cái này đúng một chết ạ. Tân ơi, thầy đang chuỗi thua mà Tân ơi. Không thì giết thấy thằng Olaf được Tân ơi, thầy đang chuỗi thua mà. Thầy lắp cái clear bớt chết rồi. Xin mua 2 à?
sao thì bèn thì ôi thằng leo năm theo ấy à. Cái gì đâu ạ? Ô. Tao người tao sẽ xanh lên à. Cookie của tân kìa, cookie của tân kìa. Khoái khoái khoái. Ủa. Tân trên 900 à? Ủa thanh như là chơi chơi pháo thủ đấy. Ông nội, ông ngoại gì tầm này. Pháp sư hả? Ôi. Xin lỗi. Ôi. Mới clear được 1-1 chết ở tường hả? Hold me.
show our friends the door. Không thế không quý Hải ơi. Ui chung vậy. À. Mình tóc cuối đấy. Nó nhá thật. Ui có rồng rồi, em cứ sức. Được toàn rồi. Mình dư này nhiều ta. À mày ơi. Hello đà. Nói. Ui, còn quay lão lão ấy, ấy. Ah.
chúng gấu gấu à? Ôi, đây chúng người ta. Ui, con chó tần đấy má. Đúng mấy mấy vậy? Đúng một hả? À được, đúng hai mà. Đúng hai. Đúng hai. Đúng hai. Đã ấn vào mình xem. Đã nhấn vào mình xem. Nhấn vào có thông tin mà. Xem chưa? Đâu rồi? Bán mẹ gấu rồi. Để gấu 2 thì nhấn vào 2 sao mà. Má ơi máu ghê á. Ôi tôi chết được cút rồi. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau.